Thật sự lúc mà Linh về nhà hát Trần Hữu Trang, Linh còn rất là trẻ. Linh và Thanh Thanh Tâm lần đầu tiên trên sân khấu đoàn 2 nhà hát Trần Hữu Trang, thì hai anh em diễn chung kịch bản đầu tiên đó là Nước Mắt Bạo Lực và Bàn Thờ Tổ Một Cuộc Đào, và Tình Yêu Tên Cướp. Sau đó thì thầy Đoàn Bá, lúc đó là giám đốc nhà hát, có gợi ý cho Linh để Linh dàn dựng một kịch bản. Nhưng mà có lẽ như là thầy Đoàn Bá cũng còn do dự lắm, bởi vì lúc đó Linh còn quá trẻ. Thì rất là may mắn cho Linh, kịch bản đã hay mà người chuyển thể lại quá hay. Trong thời gian dàn dựng thì dường như Linh không gặp khó khăn gì nhiều lắm. Phải nói là rất may mắn, cùng với lại một lực lượng anh em ở trong đoàn, giống như Linh, Thanh Thanh Tâm, Linh Trung, hoặc Nguyệt Hồng, Vân Hà, anh Minh Châu nữa. Thành thử ra khi Hoàng Vọng Phu được công diễn thì được khán giả rất là yêu thương, rất là yêu thương. Nói chung đó là một bước ngoặt đầu tiên mà Linh về thành phố, mà Linh đã thành công trong vai trò là dàn dựng. Cái kỷ niệm mà đáng nhớ nhất là những vở nào mà anh Vũ Linh làm đạo diễn. Thì tại vì mỗi lần mà anh làm đạo diễn á, anh khó dữ lắm. Anh cứ la hoài à. Còn Tâm á, thì cũng cứng đầu. Tâm thì hay cãi lại. Có những lúc trên sàn tập mà cũng phải bực tức mà khóc luôn. Nhưng mà cái đó là Tâm hiểu là đó là một cái ngoài một cái vai trò đạo diễn, bên cạnh đó là một cái tình cảm của một cái người anh muốn truyền một cái nghề, truyền một cái hiểu biết, cái kinh nghiệm, những cái gì đó cho những cái đứa em gái và những đứa em khi mà trên sàn tập. Thật sự mà nói, cái Hoàng Vọng Phu đã thành công, chẳng những thành công ở về cái mặt nghệ thuật mà thành công, nói chung là thành công về doanh thu, thành công tất cả.